Chào anh em đã quay trở lại kênh Bonsai Tập Sự. Hôm nay thì mình làm một cái video là mình sang nhà ông anh hàng xóm, mình ép ông ấy cho mình làm cái cây. Và đây là lúc mình sang mình bê về nhà. Các bạn cùng theo dõi mình làm xem kết quả như thế nào nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và chia sẻ cho mình. Xin cảm ơn. Sau khi mình đem về nhà mình thì mình xem cây này nó có những cái điểm gì để mình xử lý nè. Trước tiên thì chắc phải nhổ ra thôi, bởi vì cái chậu này trồng trũng quá nên mình sẽ phải cắt. Ở đây thì ở dưới này nó có một cái rễ và một cái thân. Thì trong đầu mình đang có suy nghĩ là sẽ cắt thành hai cây nghệ thuật luôn. Cái đoạn dưới này nó cũng gập. Còn cái đoạn này thì mình ở cái tòa trên thì nó bị nuôi ở cái rễ trên rễ này cho nên là nó to đầu. Chứ nếu mà để thì nó cũng, nếu mà để nguyên như này thì nó cũng không nhìn, nó không ra một cái kiểu chơi nào. Thì nếu mình cắt này đi mà để chơi chơ lơ một cái rễ này và trồng cái tòa này thì nó sẽ thành một cái nghệ thuật. Mình sẽ quyết định là cắt đi. Trước khi mình nhổ ra thì mình sẽ cắt bợi vợi lá cho nó gọn, nó dễ nhìn. Xem nào. Tại vì cái này nó chưa thành cây đâu, mình cắt đi mình phải để lại những cái ngồng này, xong thì mình sau khi mà mình cắt rễ rồi thì mình sẽ phải bỏ hết lá đi. Thì những cái cành này nó sẽ lúc gì nó sẽ ra, nó bắn mầm nhanh hơn. Mình nếu mà để nó bắn mầm từ thân ra thì nó lâu hơn là ở những cái cành bé này, cho nên mình sẽ để lại. Nó sẽ tụt đi một đoạn nhưng mà mình cắt dài đi để mình chừa cho nó tụt đi. Còn cái cây mà các bạn nhổ ra thì bắt buộc phải vặt hết lá đi nhá. Bởi vì nếu mà mình mà để lá thì cây nó sẽ yếu. Và nếu mà cây nào nó đang yếu rồi thì nó sẽ chết. Bởi vì khi mình cắt rễ rồi thì nó không có cái đường nó hút nước lên. À, nó không có hút nước lên được thì cây sẽ bị mất nước, bởi vì cái lá này nó sử dụng nước, nó ăn nước nhiều á. Cho nên là mình cắt rễ là mình phải cắt lá nhé, tỉa lá đi. Bây giờ mình sẽ tỉa lá đi. Sau khi mình tỉa lá xong thì nó lộ ra cái phần cốt như này, nó dễ nhìn hơn để mình làm. Đây cũng rất tiếc là nó bị bỏ một ít, không biết lý do gì. Và bây giờ mình sẽ nhổ cái cục này lên. Đây nha, mình lưu ý các bạn là nếu mà mình muốn cho cây nó đẹp ấy, gốc bồ ngọn chỉ thì mình không nên nuôi những cái rễ thẻ như thế này. Những cái rễ thẻ này nó nuôi và nó truyền tắt từ dưới lên lên trên này luôn, nó không qua cái thân chính nữa và nó làm cho cái tòa trên nó to hơn, thì nó gọi là bị xù đầu, thì nó sẽ không được cân đối cây. Cho nên là nó ra cái rễ nào nó đâm ra là mình phải cắt, hoặc là mình muốn nuôi chơi một cái rễ thì mình phải khống chế ở dưới. Là mình cắt, mình không cho nó ăn nhiều, lâu lâu mình nó đâm dễ tiếp mình lại cắt. Mình khống chế cho nó, mình nuôi, phải nuôi từ thân dưới lên. Giờ mình sẽ cắt một vài cái rễ bỏ đi. Đây như mình sẽ ở cái thân chính thì mình cắt ngắn đi thôi, chơi cái ngắn. Ở đây nữa. Bây giờ mình sẽ cắt các cái tòa này trước. Quyết định cắt cây của ông anh hàng xóm sang ép phải cho mình làm. Mình lấy về làm bằng được. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu thế này. Cây của này cắt đến đây. Cắt đi cái mầm này thôi.
Rồi mình sẽ cắt nha. Hơi khó khăn đã. Đó, vào đây mình sẽ được một cây cho các bạn. Một cây. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem sau và mình giờ mình sẽ xử lý cái kia trước. Các bạn nghĩ là nên để cao xem nào. Nên để cao chót vót như này hay là cắt nó đi? Mình nghĩ là cắt nó đi sẽ hợp lý hơn. Mình đang xử lý cái chỗ này nó bị mục, sao nó chết phí quá, nát hết cái đầu. Nhưng thôi phải chấp nhận vậy. Giờ mình sẽ nạo hết những cái mục này đi cho nó ra cái lớp lớp bìm và lớp da mới tạo sẹo. Cái này nó cứ nó bé, nó chơi lâu này thế là cũng không đục được, không có định cố định được để mà đục. Sau khi mình đã xử lý xong những cái chỗ mình cần bỏ đi và nó được như này, đây mình sẽ trồng cái đất đến tầm này như này và sẽ có một cái cây nghệ thuật treo trơ lơ trên một cái rễ. Và những cái điểm này mình sau này sẽ phải cắt nhé, không để đoạn dài cứng này, nhưng mà mình để giờ mình trồng cho nó khỏe lại đó. Sau một thời gian nữa thì mình sẽ vẫn tiếp tục xử lý. Và bây giờ đây là mình xong được một cây. Cái này nếu mà tính ra thì cũng đây, cái đoạn sau cũng có cái đường cong rất đẹp, nó cũng nhiều u này. Thì sau này mình sẽ để cái này, một ngọn ở đây, một tay bay, ở đây, một tay bay kéo vào đuôi này. Một tay về đằng trước để che cái tầng rễ xíu này. Và một tay rơi. Và điểm này cũng là một tay nữa. 5 bông, bé thôi nhưng mà chơi 5 bông, mình sẽ chơi cái nhỏ thôi. Nghĩa là mình làm những cái bông bé thôi. Cái này mình sẽ sau này mình nuôi xong mình sẽ làm một tay rơi thả xuống đây. Nói chung là một cây không giống ai luôn. Các bạn thấy cái quyết định của mình ok thì hãy like, và nếu các bạn có một ý kiến khác để làm cái cục này thì các bạn hãy comment bình luận cho mình xin ý kiến. Và bây giờ tiếp tục đến cái cục này. Cục này có lẽ thì chỉ cần bỏ đi một vài cái rễ thôi. Và mình sẽ là trồng kiểu nào cho nó hợp lý. Trồng cái này thì nó bay quá nhỉ. Trồng nằm cái này thì nó bay quá, hơi phiêu nhỉ. Cái siêu này chỉ làm cái siêu rồi. Sẽ bỏ hai cái rễ đi để làm cái u ở đây. Mình sẽ làm mỗi cái siêu và sau đó nếu mà nó ra mầm, chắc chắn nó sẽ ra mầm mà để xanh năm điền, thì mình sẽ làm một cái trời táo bạo, một bông xoáy về đây luôn. Nên như cái bàn đây trồng như này và như cái bàn tay của mình đó, cái bông nó sẽ về này. Lấy cái này, lấy cái cành demo cái này. Không có người hỗ trợ nên là hơi khó. Đây nha, bàn tay mình là cái chậu. Vào đây mình sẽ làm một cái cành bay về sau như thế này, nó che cái thân sau đi. Và nó có cái đường, nó có một cái thân rất đẹp quá luôn. Thân này nó già, màu xanh. Vâng, như vậy là mình đã hoàn thành xong
hai tác phẩm, một cắt làm hai, niềm vui nhân đôi. Bây giờ mình đã cho lên chậu. Vở cái cây bé này thì mình sẽ làm tác phẩm bạt phong hồi đầu, và đây mình có một cái cành demo như này. Sau này thì có một cành bay lại và là một bông, không nhiều bông, hồi lại như này thôi. Còn ở cây to, ở cái cây, cái cành to hơn thì mình sẽ để là tác phẩm trên đỉnh phù vân. Sau này mình sẽ kiếm được một cái viên đá nữa thì điểm ở đây nữa thì rất là ok. Và giờ mình cũng xin được kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy video mình làm hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Và các bạn có thắc mắc thì cũng xin gửi về cho mình qua bình luận. Và những ý kiến đóng góp mình cũng xin được ghi nhận tất cả. Mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Và giờ đây mình sẽ xin kết thúc video này đến đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.